xin kính chào tất cả quý vị Phật tử gần xa đã quay trở lại với kênh. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Cực nóng ngày 26 tháng 10, sư Minh Tuệ mong muốn đi bộ từ Nha Trang về Gia Lai. Anh trai sư nghe mà rơi nước mắt. Và có khả năng hành trình này sẽ gây thu hút đông đảo người dân. Thưa quý vị, sư Minh Tuệ luôn tràn đầy nhiệt huyết và tâm huyết với việc truyền bá giáo lý Phật giáo. Sư đã chia sẻ về dự định đặc biệt của mình là đi bộ từ Nha Trang về Gia Lai. Hành trình này không chỉ đơn thuần là một chuyến đi mà còn là một biểu tượng của sự kết nối với bà con địa phương, cũng như là cách để sư gieo duyên và lan tỏa những giá trị tâm linh đến mọi người. Hành trình từ Nha Trang về Gia Lai là một quyết định không hề dễ dàng. Sư Minh Tuệ nhận thức rằng việc đi bộ không chỉ là cách để rèn luyện thân thể mà còn là cơ hội để sư lắng nghe tiếng nói của đất trời và con người dọc đường. Sư cho biết, đi bộ là cách tốt nhất để con cảm nhận được sự gần gũi với thiên nhiên và con người. Mỗi bước đi là một lời cầu nguyện, một cách để kết nối với tâm hồn và tâm linh. Tuy nhiên, sư cũng thừa nhận rằng dự định này có thể gặp phải một số khó khăn. Sự quan tâm và lòng mến mộ từ bà con có thể là một yếu tố ảnh hưởng đến hành trình của sư. Con rất trân trọng lòng thương yêu và sự quan tâm của bà con, nhưng đôi khi điều đó có thể khiến con không thể thực hiện được dự định của mình như mong muốn. Sư chia sẻ, nhiều người dân thường mong muốn được gặp gỡ và trò chuyện với sư, bày tỏ lòng ngưỡng mộ và những tâm tư của họ. Điều này có thể khiến sư phải tạm dừng hành trình của mình. Ngoài ra, việc di chuyển trên những đoạn đường dài cũng có thể gặp phải những thử thách về sức khỏe. Sư Minh Tuệ đã ý thức được điều này và chuẩn bị cho bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần. Con sẽ tập luyện thường xuyên để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho chuyến đi. Hành trình này cần có một tinh thần vững vàng và một cơ thể dẻo dai, sư cho biết. Sư cũng đã lên kế hoạch cho những điểm dừng chân dọc đường, nơi sư có thể nghỉ ngơi và tiếp sức trước khi tiếp tục hành trình. Dự định đi bộ từ Nha Trang về Gia Lai còn mang một ý nghĩa sâu sắc hơn. Sư Minh Tuệ muốn thể hiện tinh thần hy sinh và cống hiến cho cộng đồng. Con muốn mọi người thấy rằng việc tu hành không phải là điều gì xa vời, mà nó có thể hiện thực hóa trong cuộc sống hàng ngày, sư nhấn mạnh. Qua hành trình này, sư hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho mọi người, đặc biệt là những tín đồ Phật giáo, để họ nhận ra giá trị của sự kiên trì và lòng từ bi. Sư Minh Tuệ cũng nhấn mạnh rằng, dù có gặp khó khăn trong hành trình, sư sẽ không nản lòng. Mỗi khó khăn sẽ là một bài học quý giá, và con sẽ cố gắng biến nó thành động lực để tiếp tục đi tới, sư nói với ánh mắt kiên định. Sư tin rằng sự hỗ trợ và lòng quan tâm từ cộng đồng sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ giúp sư vượt qua mọi thử thách. Sư Minh Tuệ hy vọng rằng hành trình này không chỉ mang lại cho sư những trải nghiệm cá nhân mà còn là cầu nối giữa sư và bà con, giữa giáo lý Phật giáo và thực tiễn cuộc sống. Con muốn mỗi người khi gặp con trong hành trình này đều cảm nhận được sự gần gũi và tình thương, cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp, sư chia sẻ về niềm hy vọng chân thành. Dự định đi bộ từ Nha Trang về Gia Lai của sư Minh Tuệ không chỉ là một hành trình vật lý, mà còn là một cuộc hành trình tâm linh sâu sắc, mang lại nhiều giá trị ý nghĩa cho bản thân sư cũng như cho cộng đồng. Với tấm lòng rộng mở và sự kiên định, sư chắc chắn sẽ tạo ra những dấu ấn tích cực trong lòng mọi người. Là một người có tâm nguyện tu hành sâu sắc, sư Minh Tuệ luôn chia sẻ về những trải nghiệm và bài học quý giá trong hành trình tâm linh của mình. Trong những buổi giảng pháp, sư thường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự yên tĩnh và thanh tịnh trong quá trình tu tập. Theo sư, đây không chỉ là một phương pháp để đối mặt với khó khăn và bệnh tật, mà còn là cách để chiến thắng sinh, lão, bệnh, tử, những điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Sư kể lại rằng trong những lúc khó khăn, khi đối mặt với bệnh tật hay thử thách, sư luôn tìm đến sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Sự yên tĩnh này không chỉ giúp sư bình tĩnh đối diện với thực tại mà còn giúp sư nhìn nhận rõ ràng hơn về bản thân và cuộc sống xung quanh. Chúng ta thường chạy theo những ồn ào của cuộc sống mà quên mất rằng sự bình yên bên trong mới là điều quan trọng nhất, sư nói. Sư khuyến khích mọi người hãy dành thời gian tìm cho mình những khoảnh khắc yên lặng để lắng nghe chính mình và khám phá những giá trị bên trong. Trong quá trình tu hành, sư Tuệ đã gặp không ít khó khăn, có những thời điểm sư phải đối mặt với bệnh tật. Tuy nhiên, sư không để điều đó làm mình nản lòng. Sư nhấn mạnh rằng, duy trì tâm thái tích cực và kiên nhẫn là rất quan trọng. Khi cơ thể không khỏe, chúng ta cần chăm sóc nó bằng tình yêu và sự kiên nhẫn. Đó cũng là một phần của tu hành, sư chia sẻ. Sư tin rằng mỗi bệnh tật đều mang đến bài học cho chúng ta,
và đối mặt với nó bằng sự thanh thản sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn. Bên cạnh đó, sư cũng nói về việc chiến thắng sinh, lão, bệnh, tử. Theo sư, điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ không phải đối mặt với ra đi hay sự già đi, mà là cách chúng ta nhìn nhận và chấp nhận những điều đó. Ra đi không phải là một điều đáng sợ mà là một phần tất yếu của cuộc sống. Chúng ta cần chuẩn bị tâm lý và sống mỗi ngày với ý thức tỉnh thức, sư khẳng định. Khi hiểu rõ quy luật tự nhiên, chúng ta sẽ không còn lo sợ và có thể sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Một trong những phương pháp sư thường khuyến khích mọi người áp dụng trong tu tập là thiền. Thiền không chỉ giúp thanh lọc tâm hồn mà còn mang lại sự yên tĩnh cần thiết để vượt qua mọi khó khăn. Trong những lúc ngồi thiền, con cảm nhận được sự bình an tràn ngập trong lòng và đó chính là sức mạnh giúp con vượt qua mọi thử thách, sư chia sẻ. Sư khuyên rằng mỗi người nên dành thời gian cho thiền định, dù chỉ là vài phút mỗi ngày, để nuôi dưỡng tâm hồn và tạo ra một không gian yên tĩnh cho bản thân. Sư Minh Tuệ cũng nhấn mạnh rằng sự thanh tịnh trong tâm hồn sẽ mang lại sự sáng suốt và trí tuệ. Khi tâm hồn thanh tịnh, chúng ta sẽ có khả năng nhận diện rõ ràng những điều tốt đẹp và xấu xa, từ đó có những quyết định đúng đắn hơn trong cuộc sống. Sư khuyến khích mọi người, hãy để sự yên tĩnh dẫn dắt bạn trên con đường tu hành. Đó chính là chìa khóa để vượt qua mọi khó khăn, bệnh tật và chiến thắng những rào cản của sinh, lão, bệnh, tử. Sư Minh Tuệ luôn nhắc nhở mọi người rằng dù cuộc sống có đầy rẫy khó khăn và thử thách, chúng ta vẫn có thể tìm sự niềm vui và hạnh phúc từ những điều giản dị nhất. Sự yên tĩnh và thanh tịnh trong tâm hồn sẽ là ánh sáng dẫn đường cho chúng ta trong hành trình tu tập và sống một cuộc đời ý nghĩa. Là một vị sư có tấm lòng rộng mở và tâm nguyện tu hành cao cả, sư Minh Tuệ đã chia sẻ về dự định trở lại Gia Lai để thực hiện những lời hứa của mình với bà con nơi đây. Gia Lai, với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và con người thân thiện, đã để lại nhiều kỷ niệm trong lòng sư. Lần trở lại này không chỉ đơn thuần là một chuyến thăm, mà còn là dịp để sư giao duyên và thực hiện các hoạt động khất thực, mang đến những giá trị tâm linh cho cộng đồng địa phương. Sư Minh Tuệ luôn coi trọng việc kết nối với bà con nơi mình đến, đặc biệt là trong những chuyến khất thực. Đi khất thực không chỉ là để xin đồ ăn, mà còn là cơ hội để trao đổi, chia sẻ và học hỏi từ những người xung quanh. Sư chia sẻ, qua việc này, con muốn gửi gắm thông điệp về lòng từ bi và tình yêu thương giữa con người với nhau. Sư hy vọng rằng mỗi lần khất thực đều là những phút giây quý báu để gắn kết các giá trị tâm linh với đời sống thực tế. Tuy nhiên, sư Minh Tuệ cũng cho biết rằng việc quay trở lại Gia Lai sẽ phụ thuộc vào điều kiện của nơi sư sẽ ở lại. Sư nhấn mạnh rằng một không gian yên tĩnh và phù hợp cho công việc tu hành là điều kiện tiên quyết để sư có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Con sẽ chỉ ở lại nơi nào mà sư thanh tịnh được bảo tồn, nơi mà con có thể tập trung vào việc tu hành mà không bị phân tâm, sư nói. Sự yên tĩnh không chỉ giúp sư giữ gìn tâm hồn bình an, mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển của trí tuệ và đạo đức. Trong quá trình chuẩn bị cho chuyến đi, sư Minh Tuệ đã dành thời gian suy ngẫm về ý nghĩa của những hoạt động khất thực. Sư cho rằng việc này không chỉ là một hành động vật chất, mà còn mang tính chất tâm linh sâu sắc. Khi khất thực, con không chỉ nhận đồ ăn mà còn nhận được những bài học quý giá từ mỗi người mà con gặp. Họ có những câu chuyện, trải nghiệm và giá trị sống mà con có thể học hỏi. Sư bộc bạch. Điều này cho thấy sư không chỉ là người cho và nhận, mà còn là một người học trò trong cuộc sống. Sư cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chuẩn bị trước khi bắt đầu hành trình. Sư đã lên kế hoạch cụ thể cho chuyến đi, từ việc tìm kiếm nơi ở yên tĩnh cho đến việc chuẩn bị cho các buổi khất thực và các hoạt động chia sẻ. Mọi thứ cần phải được sắp xếp chu đáo để con có thể thực hiện sứ mệnh của mình một cách tốt nhất, sư chia sẻ. Sư Minh Tuệ khẳng định rằng mục tiêu của mình không chỉ là giao duyên, mà còn là mang lại niềm vui và sự bình an cho mọi người. Qua những hoạt động khất thực, sư hy vọng rằng những giá trị tốt đẹp sẽ lan tỏa, tạo nên một cộng đồng sống chan hòa và yêu thương. Mỗi người đều có thể trở thành một nguồn sáng cho người khác, và con muốn trở thành một phần của ánh sáng đó, sư nói với một nụ cười tươi tắn. Với tất cả những dự định tốt đẹp này, sư Minh Tuệ đã sẵn sàng cho hành trình trở lại Gia Lai, mang theo tâm huyết và ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Dự định đi bộ từ Nha Trang về Gia Lai không chỉ là một chuyến đi, mà còn mang theo thông điệp về việc kết nối với cộng đồng, gieo duyên và lan tỏa những giá trị tâm linh. Tuy nhiên, hành trình này cũng đặt ra một thách thức lớn, khả năng thu hút sự chú ý đông người từ cộng đồng,
khiến việc giữ không gian yên tĩnh trở nên khó khăn. Việc sư Minh Tuệ quyết định đi bộ chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là các Phật tử. Hành trình này không chỉ là cơ hội để mọi người gặp gỡ và giao lưu với sư, mà còn là dịp để họ lắng nghe những chia sẻ về giáo lý và tinh thần tu hành. Sự hiện diện của sư trong cộng đồng sẽ tạo ra một sức hút lớn, khiến nhiều người muốn tham gia vào hành trình, từ đó có khả năng tạo nên những đám đông xung quanh sư. Còn rất trân trọng tình cảm và sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên, điều đó cũng có thể làm cho không gian xung quanh trở nên ồn ào và khó giữ được sự tĩnh lặng sư Minh Tuệ chia sẻ. Đối với một vị sư, việc duy trì sự yên tĩnh trong quá trình tu tập là vô cùng quan trọng. Sư luôn coi trọng không gian thanh tịnh để có thể thiền định và tập trung vào việc tu hành. Tuy nhiên, sự thu hút từ cộng đồng có thể gây ra tiếng ồn, làm phân tán sự chú ý và ảnh hưởng đến tính chất thiền định mà sư mong muốn. Trong bối cảnh này, việc giữ không gian yên tĩnh trở thành một thách thức lớn hơn bao giờ hết. Để giải quyết vấn đề này, cộng đồng Phật tử đang chờ đợi thông tin chính thức về kế hoạch cụ thể cho chuyến đi bộ của sư Minh Tuệ. Họ mong muốn biết rõ về thời gian, lộ trình và các điểm dừng chân trong hành trình. Chúng tôi muốn biết cách thức mà sư sẽ thực hiện hành trình này để có thể chuẩn bị và tham gia một cách phù hợp, đồng thời giữ gìn không gian yên tĩnh cho sư tu tập, một Phật tử bày tỏ. Thông tin rõ ràng sẽ giúp cộng đồng có thể sắp xếp thời gian và địa điểm để gặp gỡ sư mà không làm phiền đến quá trình tu hành của sư. Ngoài ra, sư Minh Tuệ cũng đã dự định tổ chức các buổi gặp gỡ nhỏ tại những điểm dừng chân, nơi mà mọi người có thể tham gia nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng và không làm ảnh hưởng đến không gian thanh tịnh. Sư cho biết, con sẽ cố gắng tạo ra một không gian mà mọi người có thể giao lưu, học hỏi mà không gây ồn ào hay làm mất đi sự yên tĩnh. Điều này giúp sư có thể duy trì không gian thanh tịnh cần thiết cho việc tu hành, đồng thời vẫn kết nối với cộng đồng. Sư Minh Tuệ cũng đã chuẩn bị cho tình huống khi có quá đông người tham gia. Sư chia sẻ, con sẽ cố gắng sắp xếp để mỗi người đều có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện, nhưng không để đám đông làm mất đi sự yên tĩnh trong tâm hồn. Sư đã tìm kiếm các giải pháp để cân bằng giữa việc duy trì thanh tịnh và sư giao lưu với mọi người, nhằm mang đến trải nghiệm ý nghĩa cho cả sư và cộng đồng. Hành trình của sư Minh Tuệ không chỉ là một chuyến đi bộ, mà còn là một cuộc hành trình tâm linh sâu sắc, mang lại nhiều giá trị ý nghĩa cho cả bản thân sư lẫn cộng đồng nơi sư đi qua. Sư đã chọn những địa điểm phù hợp không chỉ đẹp về cảnh quan mà còn yên tĩnh, nơi sư có thể dừng lại thiền định giữa hành trình. Với tấm lòng rộng mở và sự kiên định, sư chắc chắn sẽ tạo ra những dấu ấn tích cực trong lòng mọi người. Mặc dù việc thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng có thể là một thách thức trong việc giữ không gian yên tĩnh, sư Minh Tuệ, với sự chuẩn bị chu đáo và lòng từ bi, sẽ tìm ra cách để thực hiện hành trình một cách trọn vẹn nhất, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến mọi người. Cộng đồng Phật tử với lòng yêu mến và trân trọng sư chắc chắn sẽ đồng hành cùng sư trên con đường này, tạo ra một không gian vừa đủ cho sư kết nối và vừa đủ cho sư thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.